về nguyên nhân thì người ta nói cắn sâu dùng răng trước thì có thể là do xương, mà có thể là không có vai trò của xương trong đó mà chỉ có do răng thôi. Thì cho dù là do xương hay là do răng không thôi, thì nó cũng có thể là di cái nguyên nhân sâu xa, có thể là di truyền, có thể là môi trường. Bây giờ nếu mà về xương thì nó có sự thì tại sao nó có được, nó có ví dụ cắn sâu như vậy? Tức là thứ nhất là do sự tăng trưởng sai biệt của xương hàm trên và xương hàm dưới. Nhờ xương hàm trên thì có thể xây xuống, xương hàm dưới có thể xây lên, nhờ khớp với cung răng hàm trên, và như vậy là bị cắn sâu. Về xương thì cũng có thể là do chiều cao nhánh đứng của xương hàm dưới kém tăng trưởng. Thì như vậy lúc những trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là kích thước dọc của mặt ở phía trước bị ngắn, của mặt bị ngắn. Nhưng mà nếu mà do răng không, mà không có xương, không có vai trò của xương để làm cắn sâu, thì thường nó là trồi răng trước và răng sau thấp, mọc không đủ chiều cao, hoặc là phối hợp cả hai. Bây giờ nếu mà cắn sâu thì nó sẽ gây cái gì? Cắn sâu thì răng cửa dưới sẽ có thể cắn trúng mặt niêm mạc mặt trong của răng cửa trên, gây chấn thương của niêm mạc ở đây, có thể là tiêu xương ở mặt trong của các răng cửa. Rồi cắt mặt ngoài thì những cái răng nó nhô ra, thì trong khi người ta đánh răng có thể là bị tiêu nú và lộ chân răng. Đây thì có thể là tiêu nú, lộ chân răng, tiêu xương mặt ngoài luôn. Là những cái trường hợp mà cắn sâu như vậy đó thì xương hàm sẽ bị mỏi, và người ta khi mà mỏi quá thường lúc ngủ người ta sẽ dễ nghiến răng, hoặc là không nghiến răng lúc ngủ thì lúc nhai mà răng cửa dưới, răng các răng dưới và các răng trên thì không có khớp với nhau thì nó sẽ bị mòn răng, và có thể là đau cả khớp cái xương hàm do cái hàm dưới bị đẩy lùi sao quá. Bây giờ nếu mà xương, do xương mà gây cắn sâu thì xương có thể hàng hai, thì xương trên có thể dài hơn và xương dưới thì sẽ có cái phần ngắn, và khi đó tầng dưới của mặt sẽ bị ngắn. Bây giờ cho dù là có vai trò của xương làm cắn sâu hay là chỉ do răng mà gây cắn sâu, thì mà nếu mà không có quá nặng để phải phẫu thuật thì nguyên tắc điều trị cũng vẫn có bao nhiêu đây thôi. Nguyên tắc điều trị chỉ có hai vấn đề là làm đúng răng trước, hàm trên và hàm dưới, và trồi răng sau, tức là chỉ có hai nguyên tắc: lúng răng trước, trồi răng sau. Nhưng mà vấn đề của nó là nó sẽ lúng cái nào và trồi cái nào, lúng răng trên hay là lúng răng dưới, hay là lúng cả răng trên và răng dưới. Bây giờ thì người ta nói là nếu mà lúng, bệnh nhân tới với mình mà cắn sâu quá, cắn sâu vào răng cửa, mà chúng ta cứ nhìn bệnh nhân, quan sát bệnh nhân, nếu mà ở tình trạng mà tỉnh đó, cái môi không có vận động để yên như vậy, thì chúng ta thấy là cái bờ cắn của răng phía dưới nó sẽ lộ ra khỏi cái môi trên từ 2 mm cho tới 4 mm. Thì cỡ vậy thì dĩ nhiên là mình thấy là nếu mà cái môi, cái răng mà nó lộ ra khỏi môi trên mà cỡ chừng hơn 4 mm
thì mình biết là đó là vấn đề của cái thằng cửa trên, mình có thể làm đúng thằng cửa trên. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình làm cái hàm trên á, cái răng cửa trên này nó chỉ nhô ra khỏi, nó chỉ lộ ra khỏi cái răng cái môi chừng có 2 mm, 3 mm, mà vấn đề cắn sâu là nó có, thì lúc đó mình lại làm đúng răng cửa dưới, tức là cũng là chỉ là nguyên tắc là luôn răng trước thôi, chỉ có vậy thôi. À, rồi nhưng mà có khi chúng ta vừa làm lúng răng trước mà vừa trầu răng sau, có thể chỉ đầu trầu răng sau không, nhưng mà có thể vừa lúng răng trước mà có thể trầu răng sau. Bây giờ khi trầu răng sau thì sẽ trầu làm sao? Nếu mà chúng ta thấy là cái khoảng lúc mà bệnh nhân ngồi mà lơ đãng thì cái phân hở sinh lý giữa răng sóc trên và răng sóc dưới nó lớn quá. Ví dụ như thông thường thì ta nói là một cái trung bình, một cái là cái khoảng hở sinh lý của răng sóc trên sóc dưới thì khoảng chừng 2 mm rưỡi. À, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta thấy là cái khoảng hở này thì nó cỡ chừng 5 mm, thì chúng ta sẽ làm chồi răng răng sau. Rồi nếu mà mình không có, mình thấy là cái khoảng hở này nó không có chồi, nó không có nhiều, nó không có, nó cũng chỉ 2 mm, 2 mm rưỡi hoặc 3 mm thôi, thì làm sao? Thì lúc đó chúng ta lại phải tính lại, nếu mà cái sau này mình làm chồi răng mà nó mất đi cái khoảng hở sinh lý của bệnh nhân thì mai mốt nó tái phát, do cái cơ lúc nó đóng hàm lại, nó đóng mạnh, nó kéo lên, thì như vậy nó sẽ tái phát. Thì lúc đấy chúng ta lại nghĩ là chúng ta phải đi ngược trở lại là bây giờ là đúng răng trước, đúng răng nào. Thì trong hình này ví dụ như mà mấy chị thấy là bệnh nhân bị phải làm chồi răng, cắt răng sau này, đây là móc thun, thun móc tứ giác, làm chồi răng. Thì làm chồi răng như vậy, thì ở đây họ cho mang một cái nền nhựa. Thì như vậy là bao nhiêu lực nó sẽ ép lên các răng cửa dưới và như vậy răng cửa dưới sẽ lúng. Tức là cũng chỉ là lúng răng trước, chồi răng sau, nhưng mà chúng ta nên tính từng trường hợp. Thì đây, ví dụ như chúng ta thấy là cái này là khi mà mình chỉnh hình á, mình nên thấy là mình chỉnh, mình phải làm lúng, bây giờ lúng đằng cả đằng trên mà lúng đằng dưới cũng được, thì tùy mình tính, mình đo trên cái miệng mình đang làm tính. Nhưng mà nếu mà răng cửa trên và răng cửa dưới còn phủ với nhau như vậy, tức là răng cửa trên nó còn phủ cả cái mắt cài răng cửa dưới, tức là cái độ cắn phủ như vậy là còn nhiều, thì chúng ta phải làm lúng. Bây giờ thì đề cập tới, ở trong trường hợp này chỉ trong phạm vi bài này chỉ đề cập tới cái cụ cố định thôi. Thì dễ nhất, để làm đúng mà dễ nhất, thì mấy chị sẽ thấy là làm gì? Chúng ta cho bệnh nhân mang bên mặt ở trong là một cái nền nhựa. Bên nền nhựa, dĩ nhiên là cái này nó khó chịu. Nền nhựa, nó khó chịu là ăn rồi phải tính ra, phải xúc miệng ra kỹ, cho nên nhét thức ăn ở đây. Nhưng mà khi đó thì bệnh nhân ngậm miệng lại và bệnh nhân không có ăn ngay được bình thường. Bệnh nhân buộc lòng ngay vào trong cửa. Thì như vậy thì các răng phía dưới nó lúng. Đây là trường hợp mình thấy là mình làm đúng răng phía dưới. Đây là trường hợp đơn giản nhất mà để làm đúng răng phía dưới. Thì cái này thì mình đương nhiên là hàm trên hàm dưới mình vẫn cho mang cái cụ cố định, nhưng mà thêm một cái cụ nữa để làm đúng răng phía dưới. Thì đây chúng ta phải thấy là cái răng mình sắp lại rồi mình lúng lại và cái khớp nó đừng có phủ nhiều quá. Thì đây mình thấy là bệnh nhân có thể cười thì có thể có nhiều cái khuynh hướng. Bây giờ người ta điều trị ta muốn là khi cười thì cái môi, cái răng cửa trên nó cũng chỉ có nó chạm được cái môi dưới, thì nó và cái nếu mà tôi mà ta nói là người
cái cười nụ cười cái mình khi mà cười á thì cái răng cửa nó sẽ lộ ra khỏi cái môi trên là 2/3 cái chiều cao của răng cửa. Người ta nói là khi mà ở nam á cười nhiều đi nữa thì cũng ít có khi nào mà thấy được lộ cho nú, mà nữ mà cười nhiều thì có thể lộ tới được 2 ly là bình thường á. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là mang cái vai trước bốt thành ra khi mà họ cắn lên đây thì cái răng cửa nó sẽ lúng đây. Cái này thì là bằng nhựa, bằng composite thì nó cũng sẽ lúng, nó phụ làm lúng thì nó sẽ mau hơn, nó mau hơn. Tại vì chúng ta cũng có những cái cách khác để làm lúng, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là muốn đơn giản là chúng ta làm lúng, nhưng mà cái này nó đơn giản nhưng mà nó có một cái điều nữa là nó hay hơn những cái kia. Ở chỗ nào? Những cái răng kia mà khi mấy chị tháo mắt cài thì những cái cung môi, những cái cung mấy chị tháo hết. Còn cái này mấy chị biết là cái tái phát của cái cắn sâu là nó rất là dễ sợ, nó tái phát nhiều lắm. Thành ra khi mà mấy chị tháo cái gắn cái turbo này thì mấy khi mấy chị tháo cái khí cụ ra thì vẫn để cái turbo này ở trong bên trong để thêm năm nữa để cho nó đừng có trồi. Bởi vì mình khi mà mình chỉnh vừa cái hàm có thấy đẹp rồi thì cũng không, mình cũng không có thể nào mà giữ lâu được. Mình biết là nó sẽ tái phát mà mình giữ lâu thì bệnh nhân rên, bệnh nhân cứ hối. Và nếu vậy mới chị tháo và mới chị để cái này và cả năm sau thì cái răng này nó cũng không trồi được, răng dưới cũng không trồi được. Thì bệnh nhân mang cái này thì lúc đó thì cũng không ai biết bệnh nhân mang. Đây, cái trường hợp này thì mình chỉ thấy là lúng răng cửa trên, lúng răng cửa trên. Khi nãy ở đây là mình cũng làm lúng răng cửa trên, nhưng mà mình lúng bằng cái trụ turbo này. Còn ở đây thì mình làm lúng thì mình lúng răng cửa trên thôi. Cái này là cái động tác này chỉ lúng được răng cửa trên. Thì khi mà mình lúng thì người ta nói là lúc lúng mình cố gắng mình cho các răng sau này nè nó liên kết chặt chẽ, liên kết nhiều với nhau để nó tạo sức mạnh. Và khi mà nó liên kết được tất cả các răng thì mình thấy là cái tâm xây, cái tâm cản nó nằm ngay đây, ngay giữa răng số 6 và răng số 5. Thì khi đó mình làm lúng răng, mình làm lúng răng lên thì cái phân lực nó sẽ đẩy được là mấy răng này trồi xuống. Nhưng mà không phải là trồi xong, mà bởi vì cái lực nó tác động từ đầu này, nó sẽ có cái tay đòn nó dài ở đây, và như vậy thì cái lực nó sẽ bị nhân lên, và nó làm cái răng này của mình, cái cung răng bên trong nó sẽ xây. Thành ra lúc đó người ta phải làm sao liên kết tất cả các răng bên trong và chỉ lúng răng cửa dưới, lúng răng cửa trên thôi. Và cái lúc đó thì có thể là mình có thể dùng cái này bằng cái ống của căn răng sáu này, thường nên dùng 2 ống, để một ống chính và một ống phụ để làm lúng răng. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ thấy là cái răng này của bệnh nhân thì răng phía dưới trồi quá nhiều. Thì thật ra thì ở đây thì có những cái cách làm, nếu mà như trường hợp này lúng ở đây nhiều quá, răng sau này thấp quá, răng trước dài quá, thì nó cũng có nhiều cách để làm lúng răng phía dưới. Ví dụ như mình chỉ thấy là có thể thêm cái nền nhựa ở trong này cũng được, còn không thêm nền nhựa thì cũng được. Tại vì trong trường hợp này thì mình chỉ dùng một cái dây thẳng thôi, chỉ thuộc dây thẳng, mình cho cái đất nó đi qua từng nhiều răng. Thì như vậy thì các răng trước này nó sẽ bị răng sau kéo lúng xuống, nhưng mà ngược lại phân lực nó sẽ đẩy các răng sau trồi lên.
Và như vậy thì cái cung răng này nó sẽ điền lại. Thì đây đây là một cái cách mà chúng ta dùng cái cung reverse. Cái cung reverse thì cái cung reverse thì nó làm sao, nó cong như vậy nè, nó cong à, để nó cong. Thì khi mình mấy chị gắn cái cung này vô thì nó sẽ làm cho cái răng cửa lún, răng sau lún, răng cửa lún và nghiêng về phía trước, răng sau lún và cũng nghiêng về phía sau. Thì trong trường hợp này thì cắt răng giữa, chỉ có cắt răng giữa này đã trồi lên thôi. Thì nó cái trường hợp này thì nó sẽ tốt, nó lợi chỗ nào? Lợi ở chỗ là bệnh nhân, nếu bệnh nhân mà mang cái bệnh nhân có bị cắn sâu nhưng mà cái tầng dưới mặt á vẫn quá kích thước bình thường, tức là vẫn quá kích thước bình thường, thì mình sẽ làm lún răng cửa để nó không bị cắn sâu nữa, mà đồng thời mình gắn cái reverse này để các răng sau này nó lún luôn. Thì cái răng thì như vậy là cái hàm dưới nó sẽ đóng lại, nó sẽ xoay cái răng nó đóng lại, thì cái tầng dưới mặt nó ngắn bớt lại. Thì mình mỗi lần mình làm thì mình sẽ tính một cái chiếc cụ nào đó mà có thích hợp với mình. Và nếu như là trong trường hợp này mình thấy là bệnh nhân cái hàm này có chen chút một ít thôi mà mình muốn cho cắt răng nó sắp xếp đều, thì mình gắn cái reverse này thì cắt răng sau này tự nhiên nó sẽ bị nghiêng ra sao, nó nghiêng về phía sau đó, nó vừa lún mà nó vừa nghiêng về phía sau, thì nó có khoảng trống để sắp xếp cái răng trước. Nhưng mà cái này nó đâu có dinh dưỡng mấy răng cửa đâu, nó cũng làm mấy răng cửa này nghiêng về phía trước. Mà nhất là nếu mà mình sử dụng ở đây một cung reverse mà nó là cái dây mà kiểu nhẫn kết, mà mình để như vậy thì nó sẽ nghiêng nhiều hơn. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình sử dụng cái này mà mình không muốn răng trước nghiêng, mình muốn cái răng sau nó nghiêng ra sao thôi, không đúng răng sau lún răng trước, nhưng mà răng trước ít nghiêng hơn thôi, thì mình sẽ mài cho cái dây nhẫn tròn lại để nó ít nghiêng cái răng này hơn. Nhưng mà thật ra vẫn nghiêng là bởi vì cái lực nó tác động ở đây nè, nó không đi qua tâm cản của cái răng, thì nó sẽ làm cho cái răng này vừa lún mà vừa nghiêng về phía trước. Bây giờ đây là cái kỹ thuật dây thẳng thì nó đơn giản, nhưng mà có nhiều người họ chống đối, họ không ưa cái kỹ thuật dây thẳng. Ví dụ như trong trường hợp này thì có nhiều khi họ rất là chống đối, là khi mà mình để như vậy thì các răng này nó sẽ thẳng lại, mà khi nó thẳng lại thì nó sẽ bị chen lấn với nhau. Ví dụ các răng này nó chen chút, nó chen lấn với nhau, bây giờ nó thẳng ra thì tự nhiên các răng này nó sẽ bị thiếu chỗ, và cái răng nanh là cái răng rất là cứng, nó khó di xa lắm, đợi cái di xa cũng lâu, thành ra trong khi đó mấy cái răng này sắp đều lại là các răng này bị nghiêng về phía trước. Thì trong trường hợp cắn sâu, nếu mà cắn sâu theo cái kiểu của hạng 2 và chi 2 á, thì nó cái răng cửa dưới, các răng cửa trên này nó bị bung về phía trước thì cũng được, cũng tốt. Còn những trường hợp khác mà răng đã hút bung đã hơi hôn rồi mà còn bung ra trước nữa, thì thành ra cái là khó, mai mốt mình lại kéo lùi về sau, tức là mình cái răng này di về phía trước rồi lại di về phía sau. Thì trong trường hợp này, nếu mà các bạn mà muốn thấy là cái răng các răng cửa này không di về phía trước, thì mấy chị áp dụng cái kỹ thuật của MPT. MPT họ là có cái kêu bằng cái dây nó tự nhiên quên cái tên. Cái dây thép mà ta cột ở đây nè, nó xiết cái dây thép ở đây, nó kêu bằng
là hoàn toàn. Thì khi nó siết ở đây thì cái răng số 3 này cũng sẽ bị được luôn vậy chứ sao. Nó siết bằng dây thép thôi, chứ không thiết siết bằng dây thun. Tại vì dây thun thì có thể là nếu mà chúng ta làm mạnh quá thì làm biến dạng dây thun và cái cung răng sẽ bị biến dạng. Thì họ siết dây thép, siết dày, rồi mỗi lần bệnh nhân tới thì họ siết thêm. Thì cái răng 3 này sẽ bị di chuyển như thế sao, răng trước nó đỡ như thế trước. Đó, thì các chị thấy là nó sẽ đỡ như thế trước. Đây thì mấy anh chị thấy nếu mà mình chỉ cần dùng cái dây thẳng thôi thì cũng xong, cũng được. Mình cho nó lui vậy sao? Đó. Thì giống như là khi ông thầy Mahoney hồi nãy nói là có những trường hợp mình chỉnh thì mình lựa cái mắc cài có cái độ tọt cực nhiệt lớn, hoặc là có những lúc mình dùng mắc cài cái độ tọt nhỏ, là khi mình không muốn cái răng này nghiêng về phía trước thì mình dùng cái độ tọt nhỏ. Khi mình muốn cho cái răng này nó nghiêng về phía trước chút thì mình dùng cái độ tọt lớn. Tại sao là người ta lúc chỉnh mà có khi mình phải dùng, mình chỉnh, mình chú ý cái độ tọt của răng, là cái tái phát nó sẽ có khi mà hai cái răng, cái độ, cái góc của răng cửa trên và cái góc của răng cửa dưới nó lớn quá 131 độ. Tức là răng trên đứng đó, đứng theo như cái hình này, và răng dưới nó cũng đứng, thì răng trên, răng cửa trên, răng cửa dưới không có triệt tiêu cái lực trồi của nhau, và nó cứ trồi nó trượt ở đây, thành ra mai mốt là căng sâu lại. Mà lúc đó chúng ta mình gỡ tới cái mắc cài ra rồi mà căng sâu lại, bệnh nhân tới kiếm hoài mình cũng không làm sao được cho nó đừng có trồi nữa. Chúng ta cho mang cái cụ duy trì, rồi cái từ cụ làm đúng tháo lắp gì chúng ta cho mang hoài cũng vậy. À, nó lúc chỉnh chúng ta phải chú ý cái độ nghiêng của răng cửa. Đây thì là đây là chúng ta dùng cái máng mà bằng nhựa để chúng ta làm cố tình làm lúng với răng cửa, và lúc đó thì chúng ta đây là chúng ta làm trồi răng sau nhưng mà lại lúng răng trước. Nó có những cái cách mà chúng ta làm, ví dụ như bây giờ chúng ta có thể làm lúng răng cửa dưới, lúng 6 răng trước, mà các răng sau này thì chúng ta không muốn nó di chuyển nhiều, chúng ta liên kết hết tất cả cái này và chúng ta lại làm một cái lò xo ở đây để móc lên. Thì chúng ta thấy là cái lực này một cái lực ép, nhưng mà nó khi nó tác động về phía trước một khoảng cách xa như vậy thì nó sẽ tạo một cái moment làm cho mấy cái răng này lún xuống. Thì khi mà cái đoạn này nè, cái đoạn này nó càng dài thì cái mô mông nó càng lớn, tại vì nó là cái tay đòn, trong tay đòn được tầng 7. Thì khi mà mình làm đúng cái này thì mình là các răng này nó cũng bị nghiêng, thành ra như vậy mình sẽ tính lại, thành ra nhiều khi cái trong trường hợp này có khi mình tính lại là mình dùng cái cánh tay này càng dài thì càng tốt, thì mình dùng cái lực nhẹ, cái lực nó vẫn nhẹ nhưng mà nó nghiêng như cái khoảng cách lớn thì nó tạo ra cái moment cũng lớn, trong khi mình dùng cái lực chỉ nhẹ thôi thì các răng sau này ít bị xoay, ít bị chồi, mà răng trước vẫn phải lún. Giờ đây người ta chúng ta có thể làm tính toán trong khi chúng ta làm lún. Thì chúng ta có thể tính toán đây là cái tâm cản của năm răng nó liên kết với nhau, thì đây là tâm cản và đây là tâm cản của bốn răng trước, bốn răng cửa thôi. Thì khi mà mình chúng ta làm một cái cánh tay như là so à xin lỗi hồi nãy tôi nói cái chỗ này tôi quên á, bây giờ tôi mới nhớ là khi mình
mình muốn cho cái này nó di ra đó, thì mình cột cái lace back. Lace back, lace là cột đó, back là dựng phía sau đó. Thì mình xếp lên cột thì cái đăng này nó sẽ nuôi dựng phía sau. Còn bây giờ trở lại, và khi mà mình chị muốn làm lúng cái đăng này, lúng cái đăng này thì tất nhiên là cái tay này, cái tay đòn này mấy chị gài xuống, mấy chị móc vô đây. Thì mấy chị ít có muốn cho nó, ít muốn cho nó không có thay đổi cái độ nghiêng, thì mấy chị sẽ móc cái đăng ngay đây, cái tay nó đúng ngay cái vùng tâm trạng. Nhưng mà khi mấy chị muốn cho cái đăng này nó vừa lúng mà nó vừa lúng như những sao, thì mấy chị móc cái cánh tay này, cái móc mấy chị móc phía sau của tâm trạng, nó sẽ làm cái đăng vừa lúng mà vừa xây dựng phía sau. Còn nếu mà mình móc cái cánh tay về phía trước này, thì nó sẽ làm cái răng vừa lúng và vừa nghiêng về phía trước. Thì đây là những cái cách mà mấy chị làm cái cung phụ. Cung phụ đôi khi mấy chị thấy là mấy chị có thể cột ở đây. Cái cung phụ này mấy chị có thể là phía trước này nó có một cái cung nhỏ riêng, rồi mấy chị móc vô cái cung phụ vô cái cung nhỏ phía trước. Còn nếu không thì mấy chị có thể dùng một cái dây, ví dụ như là cái TMA để nó dẻo, thì mấy chị móc phía trước để cho nó đúng. Thì đây mình thấy là nếu mà mình móc cái đăng, mình móc phía trước này, thì cái đăng sẽ vừa đi lên và vừa nghiêng về phía trước. Còn thì do đó thì mỗi lần ví dụ mình chúng ta dùng cái mấy cái răng này, thì chúng ta sẽ thấy là nó móc, nó kéo lên đây, thì chúng ta sẽ phân cái lực, chúng ta sẽ thấy là nhỏ lần móc như vậy, thì nếu mà móc ngay chỗ này nó nằm ở phía trước của cái gì, của cái tâm cản, thì cái răng sẽ vừa lúng mà dựng nghiêng ra trước đây. Cái răng sẽ vừa lúng mà dựng nghiêng ra trước. Thì còn cái cách này thì chúng ta không có cần phải bẻ dây nhiều, không cần làm gì nhiều, thì chúng ta chỉ cần cắm mini vis ở đây để chúng ta kéo các răng này lúng lên, và chúng ta cũng biết là khi mà kéo lúng lên thì nó sẽ nghiêng ra phía trước, tại vì cái điểm đặt lực của chúng ta nó không qua tâm cản của răng, nó nằm phía trước, nó kéo lên là cái răng đều sẽ nghiêng ra trước. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng vừa làm lúng mà vừa cho cái răng nó lui về sau, thì chúng ta cắm phía sau đó, chúng ta cắm cái răng phía bên phải mà chúng ta nhìn đó, thì nó sẽ mình muốn lúng nhiều thì chúng ta cắm cái vít cao chút. Phía bên đây chỉ cần làm trồi một ít lúng thì chúng ta cắm thấp chút. Và với các bạn thấy là khi chỉnh á, có nhiều khi mình chỉnh rồi mình làm cho cái răng, các răng cửa nó lúng nhiều hơn răng nanh. Cái đó là chúng ta sẽ cố ý là để khi mà chúng ta tháo rồi đó, thì nó mốt răng cửa này nó sẽ tái phát một hồi, và cuối cùng nó cũng bằng với răng nanh. Mặc dù lúc chỉnh thì chúng ta chỉnh nó lúc nó lúng lố đi đó, thì chúng ta thấy là chỉnh mấy cái trường hợp này chỉnh thì chúng ta sẽ móc. Và nếu mà chúng ta thấy là móc lên như vậy chưa đủ, mà chúng ta thấy là cần cho cái răng này nó chạy về chỗ đây, thì có khi nó tất nhiên là nó còn chỗ trống thì mình nó không nói, thì chúng ta chỉ kéo lui là cái răng nó sẽ xích lại và nó đúng ngay từ giữa. Thì ở đây chúng ta thấy là trong một vài ca mà chỉnh, để em thấy sau khi chỉnh rồi thường có khuynh hướng mình làm cho nó từng nó cắn sâu nhiều, cắn sâu cái độ cắn phủ nó ít, thì mấy mốt cái gì nó trồi, nó dễ trồi lắm đây. Thì đây là những cái kết quả mà chúng ta làm, thì mình sẽ thấy là luôn luôn là cho nó cắn phủ ít hơn bình thường. Như vậy kết luận cắn sâu vùng răng trước là một cái sai sót cắn thường gặp mà nó ảnh hưởng xấu trên thẩm mỹ và chức năng nhai của bệnh nhân.
Và nếu mà chúng ta không có điều trị kịp thời thì nó sẽ gây mòn gan, do bệnh nhân nghiến răng, khớp cắn không đều và có thể tổn thương nghe chung. Thì khi điều trị thì chúng ta phải chẩn đoán sai lệch ở xương hay ở răng, và để chúng ta điều trị cho đúng, tức là cũng chỉ làm đúng thôi, đúng năm trước rồi năm sau, nhưng mà nó tùy thuộc vô là cái thẩm mỹ của cái tiền mặt người ta lúc đó mà mình làm cho nó thích hợp. Cảm ơn quý vị, tới đây là hết cái bài này. Xin cảm ơn bài trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Khắc Thẩm. Xin hỏi các quý anh chị hội thảo viên mình có câu hỏi nào đối với thầy không ạ? Các anh chị có câu hỏi cứ gửi lên trong cái phần trò chuyện thì thầy sẽ thấy và trả lời cho. Là các anh chị cũng có thể là đặt câu hỏi trực tiếp trong cái room này với thầy luôn cũng được. Hiện tại thì không thấy có cái câu hỏi nào thêm. Chắc có lẽ là giờ báo cáo hôm nay là đến hơn 6 giờ chiều rồi, chắc cũng là thời gian trễ rồi, cho nên là không có cái câu hỏi nào thêm cho thầy Thẩm. Xin được cảm ơn thầy giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Khắc Thẩm. Kính thưa quý anh chị hội thảo viên, bằng cách đơn giản hóa thì tác giả đã trình bày cái cách điều trị cắn sâu vùng răng trước rất dễ hiểu, cùng với việc phân tích những cái nguyên nhân, cái sự phối hợp giữa cái cơ học sử dụng và cái chiến lược điều trị đã mang lại những kết quả điều trị rất là mỹ mãn và ổn định. Qua các cái ví dụ mà thầy đã trình bày trong buổi hôm nay, bài trình bày được phân tích rất là rõ ràng, và khi nào, bằng cách nào mà chúng ta sẽ cần lúng răng, hoặc là khi nào chúng ta sẽ cần làm chồi răng để điều trị cắn sâu. Hy vọng thì sau hôm nay, cái buổi hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ hiểu và sẽ tự tin áp dụng được những cái kiến thức bổ ích này trong cái thực hành hàng ngày. Một lần nữa em xin được cảm ơn thầy và xin chúc có sức khỏe thầy ạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Buổi tọa đàm hôm nay cũng kết thúc tại đây. Xin kính chúc các quý anh chị hội thảo viên cùng các quý anh chị trong cái ban tổ chức, ban chấp hành của hội Năng Chỉnh Răng một buổi tối hôm nay nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ còn hai buổi với nhiều đề tài hấp dẫn khác. Xin kính chào quý anh chị.